Hello, xin chào các bạn. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là dòng điện thoại cao cấp nhất nửa đầu năm nay của Samsung sẽ được ra mắt với rất nhiều kỳ vọng đến từ người dùng. Video này thì các bạn hãy cùng mình điểm lại những tin đồn nổi bật nhất tuần qua để xem là dòng sản phẩm này nó sẽ nổi bật như thế nào các bạn nhé. Ngay trước thềm sự kiện thì có vẻ như Samsung họ đang muốn nhá hàng đôi chút về hình dáng của chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra, chiếc điện thoại cao cấp nhất của hãng nửa đầu năm 2022 này. Có thể thấy thì ngoại hình của chiếc điện thoại này nó sẽ khá là vuông vức và nó tương tự như là dòng Galaxy Note 20 Ultra trước đây. Samsung họ cũng đã tiết lộ một điều khá là thú vị, đó chính là dòng sản phẩm Galaxy mới nhất sẽ được sử dụng vật liệu mới từ lưới đánh cá đã bỏ đi, thân thiện với môi trường là nó phải như thế này nè anh em. Bên cạnh đó thì máy sẽ được trang bị thêm một khe cắm bút S Pen nữa thì càng củng cố thêm niềm tin của mình, đó chính là chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra này nó sẽ là phiên bản kế nhiệm hoàn hảo của dòng Note huyền thoại. Theo những nguồn tin rò rỉ trước đây cho biết cả ba mẫu Galaxy S22, Galaxy S22 Plus và Galaxy S22 Ultra đều sẽ sử dụng chung bộ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 1 mới nhất của Qualcomm hoặc là Exynos 2200 đến từ Samsung, sẽ tùy vào từng thị trường. Nhưng mình vẫn rất hy vọng là Samsung họ sẽ không gã lặng mà họ trang bị con chip Snapdragon cho thị trường Việt Nam luôn. Bởi vì dòng S21 năm ngoái thì chúng ta sẽ chỉ được trang bị con chip Exynos nhà làm của Samsung thôi. Galaxy S22 Ultra sẽ là phiên bản có kích thước lớn nhất với màn hình 6.8 inch, tấm nền Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải 2K Plus và tần số quét 120Hz. Galaxy S22 Ultra sẽ được trang bị cụm 4 camera, với camera chính có độ phân giải là 108MP, camera góc siêu rộng 12MP, bộ đôi camera tele 10MP hỗ trợ zoom quang học 3X và 10X với tính năng super zoom lên đến 100X. Cải tiến lớn nhất mà Samsung thực hiện ở trên cụm camera sau của Galaxy S22 Ultra có lẽ chính là tính năng chụp thiếu sáng. Vừa mới đây thì Samsung đã tự hào chia sẻ bức ảnh đầu tiên được chụp bằng chiếc điện thoại này. Đó chính là bức ảnh được chụp tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2022 tại Bắc Kinh trong điều kiện ánh sáng yếu vào buổi tối. Mặt trước của điện thoại sẽ là camera selfie với độ phân giải là 40MP. Trong khi đó thì Galaxy S22 Plus sẽ có màn hình 6.6 inch, còn Galaxy S22 sẽ có màn hình là 6.1 inch. Cả hai đều sẽ có độ phân giải là Full HD Plus, tấm nền Dynamic AMOLED 2X và tần số quét 120Hz. Bên trong hai phiên bản này sẽ là dung lượng RAM 8GB đi kèm với hai dung lượng lưu trữ khác nhau, 128 và 256GB để cho các bạn lựa chọn. Riêng với phiên bản cao cấp nhất là chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra thì nó sẽ hỗ trợ dung lượng RAM tối đa lên đến là 12GB, bộ nhớ trong của nó tối đa sẽ là 512GB. Về yếu tố thời lượng pin thì chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra cũng hoàn toàn vượt trội khi nó sẽ sở hữu viên pin với dung lượng là 5000mAh và nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh lên đến là 45W. Như vậy là mình đã vừa điểm lại một số tin đồn nổi bật nhất ở trong tuần qua về dòng Galaxy S22 series. Các bạn trông chờ điều gì ở dòng sản phẩm này thì các bạn hãy comment ở phía dưới video nha. Và tất cả sẽ được giải đáp vào ngày 9 tháng 2 này. Còn bây giờ thì mình vẫn chưa biết bởi vì đây đều là những cái tin đồn thôi mà. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.